Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Tin tức an ninh nó bật 24 giờ qua, ngày 2 tháng 4. Những gã trai phải đánh án tù vì ăn trái cấm với bạn gái dí. Nhiều thanh niên bất ngờ bị bạn gái dẫn vào vòng tù tội vì chót ăn trái cấm với những bạn gái nhí. Dù không ít sự việc tương tự đã xảy ra trước đó, nhưng những gã trai này vẫn điếc không sợ súng. Ngủ bạn gái chưa đầy 13 tuổi ăn trái cấm, nam thanh niên bị bắt. Sau khi ăn nhậu, hát karaoke, Liễu chở bạn gái chưa đầy 13 tuổi đến thuê phòng trọ để quan hệ tình dục thì bị gia đình nạn nhân phát hiện. Cụ thể vào ngày 20 tháng 4, như báo pháp luật đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phù Mỹ, Bình Định đã bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Liễu, sinh 1993, trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ về hành vi giao cấu với trẻ em. Thông tin ban đầu được biết vào chiều ngày 18 tháng 4, Dê, sinh ngày 13 tháng 6 năm 2004, trú cùng xã, đem chim sẻ đến một quán nhậu ở xã Mỹ Chánh để bán thì gặp Liễu đang ngồi nhậu. Do quen biết từ trước nên Liễu đã rủ Dê ngồi cùng chơi. Bị la mắng, cháu xiết cổ bà nội đến chết. Theo cáo trạng, vào lúc 19:30 ngày 2 tháng 8 năm 2016, Quân đi chơi về thì bị bà nội tên là Trần Thị Hiếu, sinh 1937, la mắng. Lúc đầu Quân nói với bà đừng chửi nữa để đi ngủ, nhưng bà Hiếu vẫn tiếp tục chửi Quân. Bức xúc, Quân dùng tay bóp cổ bà nội nhưng bà vẫn chửi. Sau đó Quân lấy cái áo của bà để trên giường, siết chặt cổ bà nội đến chết. Gây án xong, Quân rút cái áo ra khỏi cổ bà nội, lấy chăn đắp lại, rồi mang chiếc áo đó bước xuống một con kênh ở thôn. Xong xuôi một việc, Quân thản nhiên về nhà nằm ngủ nhưng không có việc gì xảy ra. Sáng hôm sau, hàng xóm bà Hiếu đến nhà thì phát hiện bà đã chết. Qua quan sát, mọi người phát hiện có nhiều điều bất thường, nhiều dấu vân tay trên cổ bà. Thủ đoạn biến thái của những gã đàn ông sàm sỡ hàng loạt phụ nữ trước cổng trường. Thủ đoạn của những gã giả vờ làm rớt các khay trứng sắp bị đổ, rồi nhờ các em học sinh đến giữ xe giùm người và cột khay trứng lại. Lợi dụng cơ hội đó, kẻ lạ mặt đã có những hành vi sàm sỡ, sờ mó vào các nữ sinh. Vào ngày 20 tháng 4, Phòng Giáo dục Đào tạo tỉnh Rà Rịa Vũng Tàu đã yêu cầu các trường học tuyên truyền rộng rãi đến các học sinh về việc một kẻ lạ đã có hành vi quấy rối tình dục đã xuất hiện trong thời gian qua, như chúng tôi đưa tin. Xích bích nhỏ côn đồ đã vác bộ cầu sắt làm mù mắt hàng xóm. Chỉ vì xích bích nhỏ với hàng xóm, người đàn ông đã vác cái bộ cầu bằng sắt bổ trúng vào mặt người hàng xóm, khiến người đàn ông này đã bị mù một mắt và vỡ xương quai hàm. Vào chiều ngày 24, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã vẫn tiếp tục điều tra làm rõ một vụ xô xát xảy ra một cuối tháng 1 năm 2007 vừa qua, khiến hai người bị trọng thương. Vừa qua, như báo điện tử có đưa tin, nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Siêu, sinh 1966, trú tại tổ dân phố 23, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng, phản ánh về việc một người hàng xóm đã dùng bồ cà bằng sắt bổ thẳng vào mặt mình đang lúc ngồi ăn trưa. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.